Xin chào độc giả Ngôi Sao Chấm Nét. Rất là vui hôm nay được đón các bạn đến tham quan nhà của mình. Xin mời các bạn theo băng để coi những cái không gian sống của nhà băng như thế nào ha. Nhà của băng thì nằm ở quận 7, khu biệt thự Nam Phú. Diện tích tổng nhà thì khoảng 300m² thôi. Băng đã về đây được khoảng 1.5 năm rồi. Đây là phòng khách chính của nhà băng, nơi mà tất cả các thành viên thường hay quây quần và sinh hoạt với nhau tại khu vực này. Thì màu chủ đạo của nhà băng là màu xanh, như các bạn thấy thì nó hợp với phong thủy cả hai vợ chồng. Tất cả những chi tiết được để điểm nhấn thêm cái màu xanh, và nó cũng tạo cho cái không gian cảm thấy tươi mát nhiều hơn. Và cái góc mà băng thích nhất trong cái khu vực này đó là cái hoa anh đào. Và băng rất là thích cái hoa anh đào này, nhìn nó cảm giác rất là may mắn và mát mắt của mình nữa. Nói chung là nó không có quá cầu kỳ, nhưng mà băng cảm thấy rất là ưng ý với cái phòng khách này. Đây chính là bàn ăn của gia đình. Mặc dù gia đình băng chỉ có hai vợ chồng và hai bé nhỏ thôi, nhưng mà bàn ăn của mình thì vẫn làm khá rộng, vì thật sự băng cảm giác rất là thích ngồi trong một cái bàn ăn nó sang trọng và đẳng cấp á. Thì như các bạn thấy ha, từng cái muỗng, cái dao, cái nĩa rồi băng đều đặt bên nước ngoài về, và chúng đều được mạ vàng hết. Băng rất là thích ăn trong những cái bộ bàn dĩa mà nó có mạ vàng như thế này. Cảm giác mình thấy cảm giác mình rất là, gọi là người ta hay nói là sang chảnh á, và cảm giác là mình đang hưởng thụ thật sự. Đây là không gian bếp của gia đình Duy Băng. Duy Băng rất là thích cái màu mà vàng kem như thế này. Thứ nhất là nó sẽ khó bị cũ theo thời gian, và thứ hai nó làm cho cái con mắt của mình cảm thấy rất là dễ chịu. Và đây, mọi người đi theo Băng nha, đây sẽ là cái góc mà Băng cảm thấy rất là thích thú khi khoe với mọi người đó. Đây chính là cây thông mà do chính tay Băng và bé Hana cùng anh Vũ đã lựa chọn từng cái món nhỏ xíu như thế này, là rồi máng lên để hết cái cây thông này luôn. Thật sự á, niềm mơ ước của Băng từ khi còn bé, lúc đó gia đình không có điều kiện, thấy ra ngoài đường mà thấy nhà ai mà có cây thông á là mê lắm, đứng nhìn có thể nhìn cả ngày cũng được nữa. Và mơ ước như thế nào làm sao mà nhà mình có lại có được một cây thông đẹp. Và thật sự Băng cảm thấy rất là hạnh phúc khi nhìn cái cây thông thành quả này. Đây là khu vực mà Băng hay ngồi để tiếp khách, mà thông thường là khách thì chỉ có bạn thấy cái ghế nên là Băng chỉ tiếp được những khách mà đi ít người á, ngồi trao đổi công việc hoặc là ký các hợp đồng thì Băng hay ngồi làm việc tại đây. Thì cái không gian này Băng có trưng bày một cái sản phẩm của bên mình để tượng trưng thôi, và một cái cuốn nhật ký mà Băng xanh bé Yuki để cho mọi người trong lúc chờ đợi gì đó thì mình có thể coi để thư giãn. Đây là cái góc làm việc của Băng. Thì đa phần các bạn hoặc là khách khi mà vào nhà này nhìn cái góc làm việc này thì sẽ tưởng tượng cái người mà ngồi làm việc ở đây là một người rất là đứng tuổi, thì thực sự những cái chi tiết của nó khá cầu kỳ và chững chạc. Nhưng mà khi mà thấy Băng vào ngồi cái bàn này thì mọi người nói sao nó không có dính dáng gì với nhau á, tại sao trẻ quá mà lại ngồi mà làm việc trong cái bàn hoành tráng như vậy. Rồi thực sự Băng thích cái sức cái gì đó mà nhìn vào người ta cảm thấy nó thực sự là nó đáng tin cậy. Băng mời mọi người vào phòng ngủ của Băng ha. Thì đây là không gian ngủ mà phải nói là Băng rất là tâm đắc và thoải mái khi bước vào căn phòng này. Có một cái ghế massage để sau những cái buổi làm việc rất là mệt mỏi thì Băng họ ông xã có thể thư giãn được trên cái ghế massage này. Và cái không gian ngủ của Băng thì nó đúng chút chỉ là phòng ngủ thôi. Băng không có để quần áo hay những cái dụng cụ nào khác vào cái phòng này. Và một cái phòng khá là thú vị mà thật sự khi mà Băng dẫn ai vào cái phòng này mọi người đều thốt lên là hả? Đó là bếp room sao? Mọi người không thể nào tin được. Tại vì cái không gian của nó rất là rộng, mọi người thấy là bàn rửa mặt thì sẽ có hai khu, một cho Băng và một cho ông xã, nghĩa là tách tiệm ra không ai xâm phạm của ai hết. Và có cả cái phòng sauna để mình có thể xông hơi, thư giãn những cái lúc mà mình cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng. Và cái phòng này Băng cũng rất là thích luôn. Đây là phòng tắm đứng và khu vực bồn tắm có cả jacuzzi để mình có thể massage lưng những cái lúc mà mình mệt mỏi nữa. Chiến tích mà những lúc Băng bị stress thì Băng hay có cái sở thích là rất là thích shopping, và hay lưu lại những cái hộp mà thật sự nó cũng hết chỗ để mà lưu lại rồi, nên Băng đang suy nghĩ là mình phải làm một cái phòng gì đó để có thể chứa tiếp được những cái hộp này. Đây là có thể xông hơi xong hoặc là jacuzzi xong, các bạn có thể ra nằm trên cái ghế này, và ông xã Băng hay lợi dụng có cái ghế này để là nằm mà bắt Băng massage thêm thì nó cũng rất là tiện. Không biết mọi người cảm giác như thế nào, đây thật sự là cả một cái thành quả mà Băng cố gắng để mà trang trí hết được cái phòng này. Băng cảm thấy đến bây giờ Băng vẫn cảm thấy rất là thích thú khi mà dẫn bất kỳ khách hoặc là ngay cả bản thân Băng bước vào khu vực này, Băng đều cảm thấy rất là thoải mái và thú vị.
Đây là cái phòng mà của hai công chúa nhà Văn. Cái phòng này có cánh cửa và khá đặc biệt, vì bé nhỏ thì sẽ đi cái cửa nhỏ, còn chị hai lớn thì sẽ mở cả cái cửa lớn vào, bé nhỏ thì có chui vào thôi. Thì đây là một cái mơ ước của bé nhỏ mà nói mẹ ơi con thích sống trong một cái lâu đài. Thì Văn thiết kế thì dạng một lâu đài bé có thể đi cầu thang lên, ở khu vực sân chơi của bé ở trên mà có thể tuột cầu thang phía bên đây xuống luôn. Thì chưa ra chưa vào như vậy thì mình người lớn thì mình cảm thấy nó hơi bất tiện, nhưng mà các bé nhỏ thì rất thích cái cảm giác mà được chui ra chui vào như vậy á. Nên các em có nói, các bé có nói là mẹ ơi là có lớn lên nữa là con vẫn thích ở lâu đài này chứ con không muốn dọn ra cái phòng bình thường đâu nha mẹ. Thì Văn cảm thấy rất là thích khi mà làm đúng sở thích của con mình. Hai vợ chồng đều có sở thích là rất là thích xem phim, nhưng mà thật sự có nhiều cái khi mà mình ra rạp phim á, có những cái vấn đề xung quanh mình không có thích á, rất là ồn ào, hoặc là những người xung quanh người ta không có im lặng cho mình coi, cảm giác rất là bức xúc. Vì vậy hai vợ chồng đã làm cái phòng xem phim riêng tại nhà. Thì mọi người thấy là Văn lấy bắt chước những cái rạp chiếu phim VIP ở ngoài á, Văn mua những cái ghế này thì mọi người thấy nó có thể ngã ra như một cái giường như thế này đó, để mình có thể thư giãn tuyệt đối trong lúc mà mình xem cái bộ phim mà mình yêu thích. Mọi người thấy chỉ có ba cái ghế thôi, chỉ có hai vợ chồng và bé Anna coi thôi. Buổi chiều nếu mà hai vợ chồng có thời gian thì hai vợ chồng thường hay ra tưới cây như thế này. Thứ nhất là cũng tập thể dục luôn, thứ hai là thích thở không khí trời. Khu vực này rất là nhiều cây cối và không khí rất là trong lành. Cảm ơn độc giả Ngôi Sao .net đã theo dõi cái buổi tham quan nhà của Văn vừa rồi. Và nếu có cơ hội mong được gặp lại các bạn trong những số tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.